Annyeonghaseyo, chào Nam Minh Thảo đi ta, chào Nam Bích Tuna Sara mì ta. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn đến cho mọi người đó là món canh lòng theo kiểu của Hàn Quốc. Bây giờ hãy cùng mình để mà tìm hiểu nguyên liệu của món ăn ngày hôm nay nhé. Ở đây mình có nước hầm bò, gan, tim, phèo, dồi heo, một muỗng tỏi băm, nửa muỗng mè, hai muỗng bột ớt, một muỗng rưỡi nước, hầm ba rô và ớt sần. Trước khi đến với cái cách làm thì hãy cùng mình tìm hiểu về món canh lòng của Việt Nam nha. Món canh lòng của Việt Nam có tên là canh sáo lòng và là đặc sản của Nghệ An. Khi ăn kèm sẽ ăn với bánh đa. Ngoài ra cũng có một cách nấu khác, nhưng mà khi ăn kèm thì sẽ ăn cùng với bánh ướt. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ cho mình nhìn thấy về cái nét đa dạng văn hóa ẩm thực của Việt Nam mình rồi. Bây giờ hãy cùng mình quay lại để mà tìm hiểu về món canh lòng của Hàn Quốc nha. Cái phần dồi này sau khi mua ở trạng thái đông lạnh thì về mình sẽ hấp luôn trong khoảng tầm 4 phút. Còn nếu như mà mình để nguội mà hấp thì cái hình dạng của nó sẽ không được như ban đầu. Và khi mình cắt thì nó cũng sẽ bị bể ra hết. Đấy. Thành phẩm sau khi đã xong thì mình sẽ vớt ra này và để cho nó có hơi ấm ấm thì mình sẽ cắt. Nếu như mà để nguội thì mình cắt nó cũng sẽ bị bể ra hết. Chính vì vậy cho nên là phải rất là kỹ cho cái phần dồi này. Mình sẽ cắt cái miếng vừa ăn này, và mặc dù thấy là trong cả hai miền đất nước đều có cái món canh này, nhưng mà mỗi nơi đều sẽ có cái cách nấu rất là đặc biệt. Bây giờ mình sẽ cho cái nước hầm bò vào nè. Trong lúc mà đợi nó sôi thì mình sẽ đi làm cái phần sốt. Về cái phần sốt này thì mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu trộn lại với nhau. Ở Việt Nam của mình thì khi ăn bún phở thì sẽ có sa tế này hoặc là tương ớt. Thì bên Hàn cũng vậy đó. Khi mà cái món này nó cũng giống như là một cái gia vị để làm cho cái món ăn thêm hấp dẫn và ngon miệng hơn. Sau khi cái phần nước hầm cũng đã sôi rồi thì mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu còn lại vào, nhớ là trừ dồi ra nha. Bởi vì khi mà cái bộ lòng mình sơ chế thì mình sẽ sơ chế vừa chín tới thôi, để trong cái lúc mà mình nấu lại với cái nước hầm thì nó sẽ ngon hơn. Trong suốt quá trình nấu thì các bạn hãy nhớ vớt đi cái phần bọt của nó nhé. Còn nếu như mà mình không vớt thì cái màu của cái món canh này nó sẽ không còn được bắt mắt nữa. Sau khi sôi xong thì mình sẽ cho cái phần dồi vào. Bởi vì nếu như mà mình cho vào ban đầu bởi vì bên trong của cái phần dồi này nó có miếng, cho nên mình nấu lâu thì nó sẽ nở ra. Và nở ra rồi thì không còn hình dạng ban đầu, nó rất là xấu. Cho nên là mình sẽ cho vào cuối cùng, giống như là để hâm lại cho nóng thôi. Sau đó thì mình sẽ cho luôn cái phần hành lá và ớt vào trang trí, nữa là tắt bếp. Ở cái món ăn này thì mình cảm thấy là cái màu sắc cũng khá là bắt mắt này, cũng khá là hấp dẫn. Bây giờ hãy cùng mình để mà thưởng thức cái món ăn của ngày hôm nay. Cuối cùng thì cái món ăn này cũng đã hoàn thành xong. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái món canh lòng này thử như thế nào nha. Ở cái nước dùng tại vì nó đã có nêm gia vị sẵn hết rồi, cho nên cái vị của nó rất là đậm đà luôn và cũng rất là thơm nữa. Kèm theo các nguyên liệu đi kèm như là lòng, tim nè, rồi là gan nè, nói chung là nó sẽ tạo ra một cái vị béo thơm ngậy nữa. Mình thấy cái món ăn này rất là thú vị luôn á. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm một ít ớt này với tỏi này vào, xong rồi mình sẽ khuấy đều lên. Khuấy đều em nó lên. Thử lại nước nè. Nếu như mình cho cái phần sốt này vào thì cái mùi tỏi này cộng với ớt nó sẽ giúp giảm đi cái mùi tanh của cái món canh này hơn. Nhưng mà cái mùi tỏi nó hơi bị lấn át sang cái mùi bò mất. Cho nên khi ăn thì mình chỉ nên bỏ vào một tí thôi, chứ đừng có bỏ quá nhiều nha.
Đây, phần dồi đây. Nó đã nở ra. Ở trong này nó có cái phần miếng á, cho nên là nó nở ra. Trong nó sẽ khá là bự luôn. Mình sẽ ăn thử cái này. Ở cái phần dồi này á, tại vì người ta cũng đã nêm nếm gia vị rồi, chính vì thế mà nó rất là đậm vị, kèm với cả cái nước hầm xương bò nữa, cho nên là mình cảm thấy cái món canh này mình cũng rất là thích. Mình nghĩ đây sẽ là một cái thực đơn mới nữa cho cái món ăn và bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này của mình nhé. 안녕히 계세요. 맛있게 드세요.